là ở chợ Bài, xã Tam Hợp, huyện Quy Hợp, tỉnh Nghệ An. Mấy ngày hôm nay đang lục đục vụ nhà cặp vợ chồng bị bom mìn gây tử vong. Hôm qua là máy múc và một số người đang thi công ở tại hiện trường thì lại phát nổ thêm một vụ nữa. Nên hôm nay là công an đã điều xe quân đội chuyên ra phá bom mìn về để kiểm tra nhá. Đã ra soát lại xem còn sót nữa không vì ở đấy rất nhiều. Xe đưa xe đứng im này, đừng có cái cầu mini.